Trong báo cáo tình hình triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, Bộ Xây dựng đề xuất Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng mới cho nhà ở xã hội bên cạnh gói 120.000 tỷ đồng đang triển khai. Gói tín dụng mới mà Bộ Xây dựng đề xuất dự kiến có lãi suất thấp hơn từ 3 đến 5% so với vay thương mại, tạo động lực cho người thu nhập thấp mua nhà, kỳ hạn vay từ 10 đến 15 năm. Mức lãi đề xuất này mềm hơn gói tín dụng ưu đãi đang thực hiện, thấp hơn từ 1,5 đến 3% lãi vay thương mại. Giải pháp này được nêu ra trong bối cảnh gói 120.000 tỷ đồng sau hơn một năm mới giải ngân được, chưa tới 1%, tức khoảng 1.144 tỷ đồng. Trong số này thì khoảng 1.100 tỷ cho chủ đầu tư tại 11 dự án, còn lại là người mua nhà. Ngoài 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, hiện tại có thêm TP Bank và VP Bank tham gia gói này, với số tiền là 5.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng. Về tình hình phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết tới nay có 30 địa phương công bố danh mục 72 dự án đủ điều kiện cho vay gói 120.000 tỷ đồng. Một số địa phương có nhiều dự án là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Bình Định.